Ok. Vậy là stream sớm. Ok, chào các em. Hôm nay Ok, hôm nay lại sớm một chút. Chào Tú nha, hello Tú, chào Loan. Hôm nay livestream bị sớm vì là tí anh có việc. Hôm nay livestream sớm. Chào Tâm Nguyên nhé. Ok, hello Lê Thị Tú. Hôm nay anh có việc nên anh livestream sớm hơn, đẩy sớm hơn một chút. Chào Hoàng Anh. Thằng nào hôm qua anh chả thấy vào đâu. Hello Mỹ Lệ nha. Tối nay thì anh có livestream chữa cụm từ nha. Thì các em có thể theo dõi cái fanpage này nhé, anh livestream ở cái fanpage chữ này. Mình vừa ăn cơm xong. Chào Tín Bi nhá. Hello Thị Nhung. Em ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi đúng không? Anh chưa ăn đâu, anh đã chim xong thì anh mới ăn. Em thì sao là sao? Ok, chào Trang. Lắm Trang quá. Lắm. Đều là Thu Trang luôn. Ở đây em, anh chào còn gì nữa à? Chưa giờ ba đó. Thôi tí thử không được mà không sao. Đào đi ngủ sớm vậy. Hơn 12 giờ mà. Ăn xong mình ngồi xem livestream qua cho nó xôi cơm đã rồi thì đi ngủ. Nay lại sớm nhưng mà ngồi một chút thì là cũng tầm 12 rưỡi mà. Cho virus thì em, virus corona. Rồi. Ăn lúc 10 giờ. 10 giờ mới ăn cơm, 10 giờ đã ăn cơm trưa rồi. Hay là ăn cả ăn cả sáng luôn đấy, 10 giờ ăn cả sáng cả trưa. Đúng rồi. Hôm qua anh có xem cái video. Ok, chào bạn Huệ nhé. Rồi, thì hôm nay anh sẽ hỗ trợ chữa buổi độc lỗ số 8 cho các em nhé. Cái nhóm ngữ pháp bạn nào chưa vào thì có thể nộp đơn làm theo các bước để lấy số báo danh nộp nộp đơn vào nhóm nhé. Chào bạn Hương. Ok, hello Thái Trần. Ok. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu vào cái buổi số 8 luôn các em nhé. Ok, để anh ghi lại thêm.
Ngày tháng, đúng rồi, ngày tháng. Ok, chúng ta comment đáp án giúp anh nhìn ta chưa nào. Ok nào. Câu số 1, số 2 luôn. Nó đều liền trong một mạch như chúng ta sẽ chữa câu 1, 2 nào. Never say anything negative about past experiences, employers, or coaches, or professors. Đừng bao giờ nói những điều tiêu cực về những quá khứ, ông chủ hay là các khóa học hay là giáo viên, đúng không? Always think of something positive about an experience and talk about it. Tức là luôn luôn nghĩ về cái điều tích cực về những cái trải nghiệm, đúng không? Hoặc là luôn nói về điều đó. Được chưa? Now, you should also be the dot. Nào, bạn nên, cũng nên là gì đó đi. Thì đây ta cần loại từ gì? Thứ nhất là A là enthusiastic. Sorry, enthusiast. B là enthusiastic. C là enthusiastically. Hay là enthusiasm. Thì trong câu này thì ta có là you should be, đúng không? You should also be. Chắc chắn là cần một tí, một tính từ rồi. Vì sau cái to be mà. Sau to be đây. Sau động từ to be sẽ là một tính từ. Đúng không? Thì đây ta có tính từ rồi. Tính từ thì ta thấy là để ý đây ta có là C là trạng từ đuôi ly, đúng không? Vậy thì suy ra được nhá, tính từ của nó sẽ bỏ ly đi, tức là enthusiastical, đúng không? Nhưng mà chú ý nhé, ta có từ gốc cái tính từ nó enthusiastic, nhưng mà khi thêm ly á, được chưa? Nó lại không nói enthusiastically, được nhá, mà nó thêm cái thêm thêm một cái đuôi nữa, thêm đuôi o, đuôi al ấy. Đấy, sau đó mới thêm thêm ly. Đó, có rất nhiều những cái tính từ kiểu như vậy nhá, nó đều thêm thành lập bằng cách là thêm một cái đuôi al sau và thêm đuôi ly, được chưa? Thì đây ta có suy luận là B là đáp án là đúng rồi, bạn nên là enthusiastic, nhiệt tình, được chưa? Đấy, nhiệt huyết, nhiệt tình. Còn enthusiast tức là người người nhiệt gì, nhiệt tình đó, người hăng hái, hăng hái nhiệt tình nhá. Đấy. Hay là đàn D enthusiasm nó là danh từ sự nhiệt tình, sự hăng hái nhiệt tình. Được chưa? Đó. Kiểu này B nhá. Câu số 2 luôn nè. If you are genuinely interested about the job, let the interviewer know that. Nếu mà bạn ý quả thực genuinely mà nghĩa là thực sự quả thực. Thực sự quả thực thích thú với công việc thì hãy gì nhỉ, cho người phỏng vấn biết điều đó, hãy để người phỏng vấn biết điều đó, tức là thể hiện là mình yêu thích công việc ấy. Thế nó có interested đi với giới từ in thôi, rất là dễ rồi. To be interested in nó sẽ bằng với to be keen on something, nó bằng với to be fond of, to be fond of đó, nó bằng với to be into something luôn nhé. Into something là yêu thích, thích thú, thích thú và quan tâm đúng rồi nha, nghĩa là xem như vậy. Thì trong này ta có là C rồi. Tiếp tục câu số 3 nào. One of the best ways to show you're keen on a job is to demonstrate that you have researched the organization prior to the interview. Một trong những cái tốt nhất để thể hiện là bạn keen on, đúng không? Yêu thích này một cái công việc, đó là demonstrate đây mà nghĩa đó là chứng minh, minh chứng, đúng không? Chứng minh rằng là bạn có nghiên cứu kỹ về cái tổ chức này trước khi đi phỏng vấn, đúng không? So prior to mà nghĩa là before, prior to mà before. Bạn nghiên cứu kỹ, đúng không? Bạn có nghiên cứu, bạn có tìm hiểu về cái tổ chức này trước trước khi đi phỏng vấn. Được chưa? Now you can also the này interest by asking questions about the job, the organization and its services and products. Now, bạn cũng có thể gì đó cái niềm yêu thích có sự quan tâm, đúng không? Bằng việc là hỏi các câu hỏi về công việc, các về tổ chức này, về cái dịch vụ cũng như là cái sản phẩm của công ty, đúng chưa? Thì you can also interest ở đây là collocation rồi. Ở đây ta có interest, nó sẽ đi với cái động từ gì, cover, tức là bao bọc, nhá, bao bọc, nhá, bao bọc, nhá, bao bọc. Appear là xuất hiện này, nhá, show là thể hiện, thể hiện. Còn conceal, ta có conceal nó sẽ đi với from, conceal something from someone, tức là che, che giấu, nhá, gọi là giấu giếm, nhá, che giấu, giấu giếm ai cái gì. You can also
À, thể hiện cái lòng yêu thích, cái niềm thích thú và cái sự quan tâm, đúng không? Show interest. Đấy, đây là còn là C. Đấy, chính xác rồi. Nhà ta có show interest, thể hiện cái lòng quan tâm, cái thích thú. Đấy, nào, câu số 4 nào. The best way to impress an employer is to ask questions that build the interview discussion. This shows you're interested in the dot này. Close attention to the interviewer. Cái cách tốt nhất để mà impress tức là gây ấn tượng một cái người tuyển dụng, ông chủ tuyển dụng, nhà hoặc người tuyển dụng cũng được, is to ask questions, hỏi những cái câu hỏi mà nó mang tính xây dựng cái cuộc phỏng vấn, họ build the interview discussion, đúng không? Xây dựng cái mang tính xây dựng cái cuộc phỏng vấn lên, nha. Đấy. Now, this shows you're interested. Điều này thể hiện rằng là bạn rất là quan tâm, thích thú cũng như là và gì đó, cái close attention tức là cái sự chú ý, đúng không? Sự chú ý tới cái người phỏng vấn. Thì ta có to spend, pay, make. Câu này cũng là một một idiom khá là cơ bản, đúng không? Thì ta có attention nó sẽ đi với pay. Điều như là ta có pay attention nó bằng với attention to nó bằng với concentrate, đúng không? Concentrate on nó bằng với take notice, notice là nha, take notice of, chú ý, để ý đấy, nha. Đây ta có đáp chính xác là C, nha. Số 5 nào, số 5. It is a good idea to prepare a few questions in advance. Tức là đây là một ý tưởng rất tuyệt khi mà chuẩn bị một vài câu hỏi trước. Đó. Ở đây ta có thành ngữ in advance nhưng là trước, nha. Trước. Nha. Đấy, chuẩn bị vài câu hỏi trước này. But an insightful comment based on the conversation can make an even stronger statement. Tức là nhưng mà một cái comment, cái lời bình luận mang rất là sâu sắc, insightful ta có tính từ là sâu sắc, đúng không? Sâu sắc. Đó. Sâu sắc dựa trên cái câu chuyện của bạn ấy, nó câu trò chuyện của bạn ấy thì có thể khiến cho cái statement nó stronger. Nha, ta có statement, nha, statement mang nghĩa đó là cái lời 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 phát biểu đó, lời nói, lời phát biểu. Nha. Ý đây nó là cái lời bình luận sâu sắc thì nó sẽ giúp cho cái lời phát biểu của mình nó được củng cố mạnh mẽ hơn, đúng không? Củng cố mạnh mẽ hơn. At the dot, at the dot này, of the interview. It is appropriate. Đấy, ta lại gặp lại appropriate. Appropriate for something tức là phù hợp, thích hợp. Đó, phù hợp. Nha. Đấy, thật là phù hợp để bạn đi hỏi là khi nào để bạn tự hỏi hoặc yêu cầu nhé. Đấy, tức là bạn rất là mong đợi tin tức từ người tuyển dụng. Nha. Thế ta có finish, final and close. Thế ta có other gì? At the finish ở đây nó hoàn thành, hoàn thiện đây không được rồi. Final đây nó đang mình đang cần danh từ mà final đây là tính từ là cuối cùng, nhưng mà khi mình xét nó là danh từ ấy, thì em có thể nói là final khi nó là danh từ ấy, nó mang nghĩa là kỳ thi cuối kỳ, kỳ thi tốt nghiệp ấy, hoặc là khi mình nói về cái trận chung kết, đúng không? Trận chung kết final, đúng không? End rồi ta có at the end, đúng không? Ta có là at the end of something, tức là cuối cuối của cái gì đó. Được. Còn khi mình nói là in the end tức là cuối cùng, rốt cuộc, sau cùng là cuối cùng, đúng chưa? Thì ta còn at the end of the interview, đúng không? Đấy. Cuối của cái cuộc phỏng vấn, nhá. Đúng chưa? Rồi. Thì trong này ta có đáp chính xác là đáp what? Ok, nha. Nha. Đó, vậy là chúng ta đã xử lý xong cái bài hôm nay rất là nhanh, nhanh gọn lẹ, không rườm rà. Và xử lý rất là gọn nhẹ. Hôm nay livestream sớm nha. Em chịu khó làm bài tập đi nha. Rồi hôm nay chúng ta ôn lại một số cái từ vựng sau đây nha. Nào, các em hãy ghi lại nghĩa cho anh cái từ vựng đây, không biết là các em có nhớ cái nghĩa không? Nếu bạn nào mà nhớ rồi thì comment giúp anh nha. Tối nay anh livestream trước cụm từ nhé. Ở fanpage này thì nhớ vào xem giúp anh. Prior to.
Rất là cái thứ hay ho đó. Thành ngữ. Hôm nay livestream sớm. Đó, có số 1. Số 1 tức có enthusiastic about something. Nó nghĩa là hăng hái, nhiệt tình đúng không? Nhiệt tình, hăng hái về điều gì? Nhớ là đi about nha. Biết đâu đi thi nó là gì? Nó cho một cái giấy từ cơ bản đúng không? Nhưng năm ngoái có cái gọi là excited đúng không? Nào, in advance là trước đúng không? Nha, trước ở đây nó cũng từ đấy. Appropriate for something. Tối nay 8 rưỡi em nhé. Appropriate for something tức là phù hợp, thích hợp nha, phù hợp và thích hợp. Được chưa? Lại sớm gì em? Genuinely interested in, đúng không? Genuinely là gì? Quả thực và thực sự. Thực sự. Quả thực. Đúng không? Quả thực là thực sự. Insightful comment. Insightful comment. Nào, cái insightful đây là gì ạ? Insightful. Ok, sâu sắc, đúng không? Sâu sắc. Yeah. Lại sớm đi là sao? Buổi trưa hay buổi tối? Demonstrate. Demonstrate. Các con demonstrate ở đây nó là minh gì? Minh chứng, chứng minh, đúng không? Minh chứng, chứng minh. Đúng không? Minh chứng, chứng minh. Now prior to, nhớ là prior to nó là gì nhỉ? Nó bằng với before đúng không? Tức là trước nha. Đấy. Prior to ấy thì nó sẽ thường là cụm danh từ. Còn in advance ấy nó giống như một cái cụm từ, nó đứng độc lập. Nó có thể đứng cuối được. Nha, nó đứng cuối khi kết thúc một cái câu, nó có thể đứng cuối. Nha, ý anh nó là sẽ đứng cuối của một mệnh đề. Nha, nên chú ý nha, prior to danh từ. Prior to nó sẽ cộng danh từ trước cái gì đó. Nha, nó giống kiểu như before cộng danh từ đấy. Nha. Pay attention to nó là chú ý tới đó. Chú ý tới cái điều gì đó. Nha. Rồi thì ta có statement đó là cái gì nhỉ? Cái lời. Ok, lời phát biểu đúng không? Lời phát biểu. Đó. Make your stronger statement. Đó. À, nhanh còn còn lệ đúng không? Làm một cái bài đục lỗ đôi khi nó rất là nhẹ tựa lông hồng, rất là bình thường. Thực ra ấy, các em chịu khó làm thì sau các em cảm thấy nó bình thường luôn. Sai cũng được, bởi vì mình chưa đi thi, mình sai cũng được, mình sai mình học hỏi. Đúng không? Hay kể cả đọc hiểu cũng thế. Mình làm để mình hiểu biết, mình coi như là mình làm một cái bài đọc ấy. Sai cũng được không sao, nghĩa là mình làm sau dần dần mình sẽ đúng, nó không phải là vấn đề. Luyện này nó cần thời gian, không phải vấn đề đi thi chúng ta mới mới lo chứ, bây giờ luyện chắc lo làm gì đúng không? Nhiều cái khó thì phải chịu thôi. Wow, khó không biết thì sau sẽ biết nha. Nhiều cái đôi khi bảo là tiếng Anh này thì nó là vô vô vàn này, thì đôi khi có những thứ mình không biết thì mình chấp nhận là mình không biết. Đó không phải là mình sai, là do mình ẩu hay mình gì, mà do mình không biết đúng không? Ví dụ như thế là có những thứ mà mình biết rồi mà mình làm mình sai thì cũng mới đáng trách, còn không thì nó đây là chỉ luyện tập mà. Nó ra luyện tập chúng ta tích lũy dần. Lo anh thôi. Đúng không? Kể cả đọc hiểu của em thì mình làm đôi khi nó không được như ý muốn thì cũng phải chịu. Có thể hôm nay làm tốt, hôm sau làm không tốt là chuyện bình thường. Nên là mình luyện nhiều, cải thiện vốn từ vựng lên thì chắc chắn là làm sẽ là dễ dàng hơn. Nhá. Chắc chắn là làm sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Có nhiều từ vựng chưa chắc làm được hết đúng hết, nhưng mà không có từ vựng chắc chắn là không làm được đúng không? Có nhiều từ vựng thì có thể không làm đúng hết được,
Nhưng mà không có Tư Vượng thì chắc chắn là không làm được đâu. Đấy là một cái sự thật. Đó là một cái sự thật rất là đúng. Nhưng mà các em có vốn Tư Vượng lớn thì các em cái cơ hội các em làm được rất là dễ. Kể cả ngữ pháp yếu vẫn vẫn làm điểm ngon luôn các em nhé. Ngữ pháp mà không tốt ấy, nhiều bạn Tư Vượng rất là khủng, ngữ pháp không tốt làm bài vẫn ngon. Bảng điểm anh đang trong nhóm các em nhé. Ok, hôm nay chúng ta kết thúc buổi livestream đây thôi. Thì hẹn gặp lại các em vào buổi sau nhé. Tối nay ở buổi tối thì anh có livestream về cụm từ thì các em có thể vào xem hoặc để học thêm nhé. Rất nhiều cái thứ hay mà các em cần cần biết nha. Ok, thì hôm nay chúng ta kết thúc rồi. Ok, bye bye các em nha. See you soon.